chào tất cả để cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng với tất cả mọi người thì các bác có thể thấy ở đây Quỳnh Phạm về được số lượng hàng rất là lớn. Thì đối với dòng sản phẩm cái mẫu lồng đa năng này, toàn bộ hàng này Quỳnh Phạm đặt xưởng nha các bác nhá. Chất lượng thì em xin cam kết với tất cả mọi người chất lượng cực kỳ là tốt. Đấy là cái thứ nhất. Mấy cái thứ hai nữa, các bác nhận hàng bên em được phép kiểm tra hàng mới phải thanh toán tiền, ok chưa ạ? Và đối với mẫu sản phẩm ngày hôm nay, Quỳnh Phạm sẽ báo chi tiết về cái mẫu lồng ngày hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng cho tất cả mọi người. Đó chính là cái mẫu lồng đa năng. Đây, đại diện một cái, em sẽ lấy một cái bất kỳ để em báo kích thước cho anh em xem. Thì cái dòng sản phẩm này, thứ nhất là chúng ta sẽ đi chi tiết về chất liệu của nó, toàn bộ là thép AC, một cái chất liệu thép không bao giờ han gì. Cái vấn đề về chất liệu Quỳnh Phạm xin phép là bảo hành trọn đời cho anh em. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Cái hàng này của nó các bác nhìn kỹ này, toàn bộ hàng này thì bên em thì đặt xưởng là đan mắt cáo rất là dày, các bác có thể linh động nhốt đa năng cho em. Các bác có thể nhốt được chim sẻ này, đó, chim hét xoan này, chim cu này, vân vân, tất cả các loại chim này các bác đều có thể sử dụng chiếc lồng này. Đấy là cái thứ hai. Và cái tiếp theo nữa là gì ạ? Cái lồng này thì toàn bộ ở dưới đáy này các bác nhìn rõ này, toàn bộ cái hàng này bên em sẽ đan kiểu gì đấy ạ? Đan cái hình này gọi là hình lục giác. Đó, có nghĩa là đan năm cạnh các bác, rất là đẹp luôn. Và cái hàng này của nó thì các bác nhìn cửa rất là rộng rãi, Quỳnh Phạm sẽ báo kích thước chi tiết cho mọi người xem này. Về phần cửa để chúng ta đưa chim vào nó sẽ như nào ạ? Nó sẽ rộng, cửa đường kính của nó sẽ là 11 cm. Các bác nhìn rõ nhá, sẽ là đường kính của nó sẽ là 11 cm. Đây các bác nhìn rõ này, đây là đường kính cửa nhá. Đấy, đường kính cửa dưới này. Và đường kính cửa trên của nó sẽ có đường kính là bao nhiêu đây ạ? Đường kính cửa trên sẽ cũng có kích thước là 11 cm. Đấy các bác nhá, thoải mái để chúng ta đưa tay và thả chim bổi vào trong lồng này rất là ok. Và tiếp theo nữa là gì ạ? Cái chiều cao của chiếc lồng này sẽ có đường kính là bao nhiêu? Em sẽ báo cho là chiều cao của chiếc lồng này. Chiều cao của chiếc lồng này sẽ có chiều cao là 42-43 cm. Và Quỳnh Phạm nói luôn này, về cái kích thước chiều cao và chiều rộng của nó sẽ dao động các bác nhá, sẽ dao động 1, 2, 3 phân, nó có nghĩa là dao động 5 phân trở lại. Đó, từ 1 cho đến 5 phân trở lại. Tại vì sao? Cái hàng này của nó thì bên em là người sản xuất và sản xuất theo kiểu gia công. Đó, gia công chứ không phải là máy dập. Cho nên là kích thước nó sẽ dao động. Anh chị em, cô chú bác chúng ta xem video và chúng ta có nhu cầu đặt hàng hết sức hoan hỉ về vấn đề kích thước cho em. Chứ không bảo là tại sao mà trên video báo một kiểu kích thước mà khi nhận hàng về lại là ra một kiểu khác, một là nhỏ hơn, hai là lớn hơn. Đấy, các bác sẽ lưu ý cái vấn đề đấy nhá. Quỳnh Phạm nói anh em hoan hỉ vui vẻ thì ủng hộ cho em. Và cái đường kính đáy của nó gì ạ? Chiều ngang đáy sẽ có kích thước là 51, 50,5, gần 51 cm. Đấy là độ rộng đáy. Đó, đấy là độ rộng đáy và độ cao của nó nhá. Em nói luôn này, độ rộng đáy sẽ có dao động từ kích thước 48 cho đến 53 cm. Còn chiều cao của nó sẽ có dao động từ kích thước 40 bao nhiêu ạ? 40 cho đến 48 cm. Đấy là chiều cao. Đó, chiều rộng. Và các bác sẽ hoan hỉ dao động kích thước dao động cho em. Tại vì sao? Đây là người, em xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là người đan chứ không phải là máy dập khuôn. Cho nên là kích thước nó sẽ dao động, các bác hết sức hoan hỉ trong quá trình mua hàng cho em. Ok chưa? Và ngày hôm nay Quỳnh Phạm báo giá luôn này. Khi anh em chúng ta mua từ 3 sản phẩm trở lên, Quỳnh Phạm sẽ để các bác giá cực kỳ ưu đãi luôn các bác nhá. Với giá là bao nhiêu ạ? 499.000, các bác nghe rõ dùm em nha. Chỉ duy nhất trên buổi live ngày hôm nay thôi. Và các bác nghe rõ này, tại buổi video ngày hôm nay, các bác nào hoan hỉ nhận được video này, các bác nào mua từ 3 cái trở lên, Quỳnh Phạm sẽ để các bác giá bao nhiêu ạ? 1,5 triệu 3 cái, có nghĩa 499.000 một cái. Các bác nghe rõ nhá. Và các bác lưu ý này, mọi người lấy dưới 3 cái nhá, tự trả phí ship. Và em nói luôn, hàng này là hàng to và hàng cồng kềnh, cho nên tiền cước khá chi là to, à khá chi là nhiều tiền các bác. Thì Quỳnh Phạm báo luôn này, một chiếc lồng này sở hữu về tay, các bác mua lẻ một cái nhá, sẽ có giá là 549.000, các bác nghe rõ nhá. Tại vì sao mà tiền cước của nó lại đội lên nhiều như vậy? Tại vì cái lồng này khá chi là to, và cái độ cồng kềnh của nó sẽ đi vận chuyển, trong quá trình vận chuyển sẽ bị mất kích thước, cho nên là bên vận chuyển người ta sẽ thu nhiều tiền. Đấy, cho nên là cái tiền này Quỳnh Phạm không liên quan nhá các bác nhá. Nếu các bác mà thực sự không, vẫn còn nghi ngờ hoặc chưa tin tưởng em thì các bác có thể tự trả phí vận chuyển, và bên em chỉ biết là thu của các bác 500.000 tiền hàng thôi, ok chưa? Còn tiền vận chuyển các bác tự lo trong quá trình vận chuyển, tiền lên tiền xuống các bác tự chịu, ok chưa? Đấy, em nói rõ nhá, giao dịch cho nó rõ ràng, cho thoải mái luôn, ok chưa? Đó, các bác thuận mua thì vừa bán, Quỳnh Phạm báo giá rất là ok và công khai rồi. Cái chất liệu hàng các bác yên tâm tuyệt đối luôn, các bác nhìn hàng này. Em nói thật với mọi người luôn, nhận hàng bên em cho bác đồng kiểm tra hàng cực kỳ là đẹp luôn như này. Đây là một mẫu lồng đa năng cho em, báo giá công khai tại video rồi. Các bác nào đang xem video đừng quên ấn chữ đăng ký kênh ủng hộ cho Quỳnh Phạm nhá. Đó, một lần nữa thì chúc anh em chúng ta lên đơn hàng thành công, và chúc toàn thể cô chú anh chị em chúng ta xem video vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người, hẹn các bác ở video sau nhé.